trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan AEM52 đã diễn ra hội nghị tham vấn trực tuyến các bộ trưởng kinh tế ASEAN Liên bang Nga lần thứ 9. Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga Vladimir Ilyichev đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị về kinh tế giữa ASEAN và Liên bang Nga lần này, các bộ trưởng đều ghi nhận sự ảnh hưởng tiêu cực chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến đời sống và sự phát triển kinh tế của nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Các bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế của hai bên, giữ vững kinh tế vĩ mô và sự ổn định tài chính thông qua việc mở cửa thị trường thương mại, đầu tư và đảm bảo sự thông suốt của chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với luồng chu chuyển của các loại hàng hóa thiết yếu như y tế, thuốc men và thực phẩm trong khu vực. Đồng thời ghi nhận việc triển khai một cách có hiệu quả hiệp định song phương giữa ASEAN và Liên bang Nga. Theo thống kê từ phía ASEAN, tổng giá trị giao dịch thương mại giữa ASEAN và Liên bang Nga đạt 18,2 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2019, chiếm 0,6% tổng kim ngạch thương mại của ASEAN, trong khi FDI từ Liên bang Nga sang các nước ASEAN đạt 45 triệu đô la Mỹ. Cũng tại hội nghị, các bộ trưởng đã giả soát việc triển khai chương trình hợp tác về thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nga giai đoạn sau năm 2017. Các bộ trưởng hài lòng với những kết quả đạt được trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính và công nghệ số trong nội hàm của chương trình hợp tác này. Ngoài ra, các bộ trưởng hoan nghênh tiến trình triển khai chương trình hợp tác ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á-Âu EEC về hợp tác kinh tế giai đoạn 2019-2020. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giữa các nền kinh tế ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu EAEU nhằm khai thác một cách hiệu quả các tiềm năng kinh tế, thương mại của hai bên và hoan nghênh sự hợp tác hiệu quả giữa Liên bang Nga và Hội đồng Kinh doanh ASEAN RABC và các trưởng som bên lề cuộc họp ASEAN EAEU về hội nhập kinh tế tại Moscow vào ngày 10 tháng 12 năm 2019.